trời, cậu mua bánh gì mà đầy cả giỏ thế? Suzone của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, cậu ăn thử nhé. Wow, thơm thế. Ôi, bánh giòn tan trong miệng ấy nhỉ. Mày mới đi nhóc nhà tớ cực kỳ thích ăn Suzone, vừa thơm lại vừa giòn. Anh xã cũng mê Suzone luôn. Quá tuyệt, thế thì tớ cũng mua ngay Suzone cho gia đình mình. Yeah. Suzone là tinh hoa kết hợp hơn 50 năm kinh nghiệm của Hải Hà với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Con nít khóc, con nít khóc. Con ai, con ai? Con ai mà vô phòng thu khóc quá trời khóc vậy con? Các bạn ơi, các bạn có nhớ là trong những câu chuyện cổ tích đó thì thường là những người phụ nữ là đóng vai phụ nữ ác độc, không? Người mẹ kế hay là người hoàng hậu ác độc. Chứ còn thường người nam thì lúc nào cũng tốt, từ giai hoàng tử cho tới giai bảy chú lùng, ông bụt, ông tiên. Hay là cái người ác nhất trong chuyện biết nhớ là có thể là cái ông lão thợ săn gì mà đem nàng Bạch Tuyết vô rừng đó. Nhưng mà cũng là vì người khác sai biểu. Tuy nhiên trong cuộc đời thật thì không phải như vậy. Có những người đàn ông thực sự là có thể đóng vai là hoàng đế độc ác, chuyên giết người hoặc chuyên hãm hại người, như anh Nguyên Khang. Hết bây đi. Giờ để trả lời cho câu hỏi của em thì có câu hỏi. Em đâu có hỏi gì đâu. Hỏi tại sao có mụ phù thủy mà không có ông phù thủy? Đáp: tại vì mụ ác hơn ông. Hỏi tại sao có ông Trăng mà không có bà Trăng? Đáp: tại vì ông Trăng luôn thân thiện với trẻ con hơn bà Trăng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại ca khúc Dấu Mưa với Trung Bạn Nữ ơi, phản kháng lại thôi. Nếu các bạn yêu thích ca khúc này hãy soạn chọn khoảng cách 6455974 gửi 9224. Người thông minh là không cần phải đưa ra những lý lẽ để phản bác, chỉ cần nói bằng hai câu nói đó thôi là nó hiện rõ thì cái khả năng bản lĩnh của mình này. Gớm, phản bác vậy mà người kia không phản bác. Mụ phù thủy chị im được không? Ông dâm bục. Những người yêu anh và em.